Chào mọi người nha. Nay cũng là bước qua tháng 9 rồi. Nên mình vô cái phân chân lý giá thể đó. Mình đưa vô để cho nó mục đích để cho nó là cứng cây. Mọi người xem cái sống đời truyền thống mình này. Mình gạt qua ra đỡ. Nó rậm quá rồi. Đây, để nó bắt đầu là búng ra này. Nên cán mọi người thấy không? Là mình vô luôn. Mục đích để sau là cái tàn bự là nó cứng cây thôi chứ không có gì hết. Thì cái sống đời này thì mình đi có một cây thôi nha mọi người. Mình trồng tháng 6 rồi lên tháng 8 này. Tháng 8 hoặc là giữa tháng 7 đó. Nói chung là mình đi một cây một. Thì giờ chèo nó cũng đang ra này. Hôm trước mình ra video thì chèo nó bữa nay cũng được ba cặp lá. Ba cặp lá hết rồi. Này. Đó. Ba cặp lá mọi người thấy không? 1, 2, 3. Tuy nhiên thì nó có thấp, có cao, có đủ cỡ. Nhưng mà bây giờ là đủ có độ mướt rồi. Mình sẽ không đi cơi nữa nữa. Mà nếu đi cơi bây giờ thì cũng được. Nhưng mà phải phân thuốc luôn nha mọi người. Cho nó là khoảng 45 ngày nữa thì xử lý cho nó vô nụ á. 15 tháng 10. Thì nói chung bữa nay là tháng 9 à. Thì mình bữa nay là mình vô phân chân đó rồi là mình chuyển dòng luôn chứ mình không có đi đạm nữa, tức là mình đi bình thường. Trên thì mình cũng vẫn đi giống như cúc hoặc là sống đời kép thôi. Mình đi mình cũng quen cái thuốc của mình là amino rồi. Chứ mình không có xịt atonic nha, atonic nó kéo lên hết á. Nó mặn lá nữa nên là mình chỉ đi là vi lượng cho nó amino đó. Rồi mai mốt xanh lá thì mình sẽ đi cái loại khác. Có nghĩa là đi muốn xanh lá hơn nữa thì mình sẽ cầm chung dưới thằng amino. Còn bây giờ là em ra em đẩy tiếp vô luôn đi. Cái đó cũng muốn thú thân rồi nè, đây này. 100 mấy chậu mình mới có cây này. Rồi. À, cứ vô đi. Nhưng mà chắc nghĩ cũng thọ nè. Đỡ riêng ra ngoài. Ghi này đỡ quay cái chậu cây lúc xa kìa. Tiếc nhưng mà đỡ chắc nó cũng thọ nổ. Hồi đợt là mình vô cái giá thẻ thì nó cỡ đây này mọi người, nó xuống có cái nó xuống như mình lúc ở dưới đáy luôn. Như cái chậu này nè, nó xuống như mà còn tới đây. Do cái giá thẻ mình nó sốt quá. Có thể là mình đun lên một tí xíu mọi người thấy ở trong không? Rợ nó bung trắng trắng rồi đó. Thì cho cây nó lên cao một tí xíu cũng được. Năm nay mình cũng làm mít, giờ mình cũng giãn nó rồi. Nó là nằm bên kia nè. Mọi người thấy không? Nó cũng dày lắm. Bây giờ mình giãn nó một đợt này để cho nó ra nó thưa. Nó thưa cây ra. Để cho nó khỏi lép những cái chèo, tại vì cây với cây nó đụng tán như vậy thì nó sẽ bị lép. Thì mình đỡ nó giãn ra rồi xong khi mình xử lý nụ, chuẩn bị xử lý nụ thì mình sẽ giãn ra một lần nữa. Rồi bông ra mình giãn ra một lần nữa, tại vì cái không gian của mình đang giờ cần cho nó hẹp lại để mình chăm sóc cây con đồ cho nó tiện đó. Nên mình sẽ đỡ nó. Sau này thì nó đúng ra là sau này là nó là chậu cách chậu như vậy nè. Đó. Bây giờ tạm thời thì mình đỡ khít lại một tí xíu. Để mình tiện tứ tám chăm sóc á. Rồi mai mốt nó lên hoa thì mình sẽ di chuyển sau. Thì thuốc ngừa bệnh thì mình cứ chẳng qua là mình xịt loại mát thôi nha. Cái loại lưu dẫn mạnh là sợ nó ảnh hưởng tới cái cây thôi. Còn muốn lá thì 15 ngày nữa tháng thì 10 ngày mình mới đi amino. Nói chung mình quen cái amino thì mình đi amino thôi. Rồi còn ở dưới gốc nó thì mình vô phân chân rồi. Mình vô giá thể đó. Thì mình dẫn tưới nó bình thường. 10 ngày, 15 ngày nó ít chăm sóc hơn là cái sống đời kép nè. Tại vì cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Nên là mình cũng ít chăm sóc. Có nghĩa là cái đây mà hạn chế phân hóa học nhiều.
chứ mà mình đi hóa học nhiều thì cái lá nó là thân nước mà nó mỏng ra thì nó sẽ nhanh nhanh hư cây, nói chung là vậy đó. Thì bữa nay thì làm xong rồi mình sẽ tưới đẫm xuống rồi cho nó đầm cái cây lại, tại vì giá thể mới vô á nên mình cũng không có vội gì bỏ phân đâu, khoảng 5 6 ngày nữa thì nó ra rễ rồi này, thì mình sẽ kèm theo humic. Humic mình trộn với ngâm cái phân 20 15 rồi mình tưới nó bình thường thôi, còn khi nào mà xử lý bông thì mình cắt nước nó 3 4 bữa là tự động nó vô nụ, nó dễ xử lý mà. Thì mình vô giá thể này nó cũng giống như là vạn thọ đó mọi người, thì nó lấy lại cái rễ mới và đồng thời nó giữ chặt cái cây cho nó khỏi ngã, chứ cái cây này thì nó nặng lắm nha. Còn về mình xong vô giá thể xong mình vẫn tưới đẫm lại bình thường rồi mình sẽ ngừa bệnh cho nó các ăn, rồi qua ngày hôm sau thì mình vẫn cứ đi dưỡng ở trên, mình thường là mình đi thằng amino vậy đó, rồi mình cặn kích rễ lên trên cho nó cũng được, chứ mình không có xịt Atonit nha. Atonit thì vô mùa mưa này là nó nguy hiểm cho cái cây sống đời này lắm. Thì bây giờ mình một tuần sau thì mình sẽ tưới cho nó là 20 20 15 đi cho tới cuối vụ hoa luôn. Rồi mình cộng thêm humic cho nó đỡ tái tạo lại cái giá thể mới mình mới vô đó. Rồi thôi, video mình xin tạm dừng nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chúc mọi người thành công trong vụ test.